Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ thay nước ốc mọi người. Đó, thì chủ đề hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người đó là cách mình thay nước cho cái bể bạc nha. Thì nuôi ốc trên bể bạc thì cái thay nước rất là quan trọng. Vấn đề thay nước rất quan trọng, nó là ảnh hưởng trực tiếp tới con ốc luôn. Nó sẽ quyết định là con ốc là nó lớn nhanh hay là lớn chậm, là cũng phụ thuộc vào cái nước nha. Cái nước nó dơ thì nó sống không được, nó không có chết liền đâu. Cái nước dơ thì ốc nó sẽ không chết liền mà nó sẽ bỏ ăn, nó từ từ nó bỏ ăn rồi nó mới chết. Ốc của mình mọi người, cho mình coi nè, này chưa đó, ngày nó chưa có lên nhiều đó. Ốc này thì 2 tuần nữa mọi người, hai hai tháng, 2 tháng mấy ngày á, 2 tháng 5 6 ngày gì đó. Rồi thì trước tiên thay nước thì mình sẽ đi đi tháo nước ra trước nha. Mình sẽ tháo nước ra trước. Nên mình mới dứt bèo cho nó ăn. Đây mình mở cái van ra cho mọi người, nước này. Đó, mình mở cái van này ra, mở ra cho nó chảy nước ra đi. Đó, nước này cũng tại bữa giờ mưa nó hơi dơ. Nước dưới sông thì nó không sao đâu mọi người, nước dưới sông mà chúng ta bơm lên thì nó trong, còn mà khi mà có mưa vô là nước nó đỏ, 2 3 ngày sau là nước nó đỏ lại, chúng ta phải thay liền. Đó, ta không thay là con ốc nó sẽ ngưng ăn. Nếu chúng ta cho ăn thường xuyên thì nếu nó không ăn 1 2 bữa thì nó có vấn đề đó. Cho nước mình ta phải thay ngay thôi. Tại mình nuôi dày quá mọi người, nuôi dày quá nó cũng không có lớn nhanh lớn. Thì mình xả như này một lúc nha, mình xả cho nó giật xuống khoảng 1 1/4 đi, rồi bắt đầu mình sẽ bơm nước mới vô, mình bơm nước mới vô. Rồi, trong thời gian chờ đợi thì mình quay cái hai cái bể mới cho mọi người coi nè. Hai bể này mình thả được hơn tuần rồi. Này giờ không thấy nổi không mọi người. Ốc nó còn nhỏ lắm. Đây. Đó, hơn tuần ốc hơn tuần hôm bữa mình thả hai bể được lớn rồi. Này hạt đậu xanh nè mọi người, từ bữa mình thả nó nhỏ. Không, nước này hơn từng mọi người thấy nó còn trong veo là thấy không, ốc ốc con nó lâu giờ nước lắm, chứ mình có thả thủy sinh nữa nên nó lọc nước rất là tốt. Đó, rồi thì để thay nước thì mình cái ống dây nước như vậy mọi người, mình sẽ để là một tấm xốp để cho nước nó phúng lên tấm xốp này, nó sẽ đi trên bề mặt của cái bể của mình á, nó không có tác động xuống cái đáy bể nha. Tại vì phía dưới đáy bể nó có đất, có cặn, có phân ốc phân thải ở dưới đó, nó sẽ dơ đó. Nếu mà chúng ta xịt trực tiếp xuống cái đáy á, thì nó sẽ làm đục nước nha, nó làm ảnh hưởng, nó tác động đến cái phần đáy á, nó sẽ làm ảnh hưởng đến ngóc chúng ta. Do đó thì mình để tấm xốp nha, cho nước nó chảy vô. Rồi, nước chảy vô đó mọi người. Đó, mình để nước vậy nha. Đó, mình để vậy thì nước nó sẽ không có chìm xuống dưới. Đó, nó sẽ không có tác động với cái phần phân ốc bên kia, nó sẽ làm đục cái nguồn nước chúng ta. Đó, là để vậy nước nó sẽ ở trên nó chạy phía trên, nó chạy trên bề mặt thôi, nó không tác động phía dưới. Đó. Nước thì mình vô ở đây, đó, mình sẽ xả thì đằng kia, nó xả đằng kia mọi người. Đó, nước thì mình xả đằng kia đó. Đó, thấy không? Đó, bây giờ mình bơm trực tiếp vô đây. Đó, mình vừa xả, mình vừa bơm. Đó, mình vừa xả, mình vừa bơm chứ mình không có xả trước, mình cũng bơm sau nha. Đó, mình để như vậy cho nó không có bị sốc nước mọi người.
thì mình bơm vô như vậy á, là cái nước cũ, cái nước mới nó sẽ hòa vô cái nước cũ đó, cái nước mới hòa vô nước cũ và nó sẽ đi ra luôn đó. Làm như vậy thì nó sẽ không có bị sốc, con ốc chúng ta không bị sốc nước đó. Thì lúc nãy mình cũng có xả trước một mớ rồi, cho nó ra trước một mớ, tại cái lượng nước xả này nó ra nhiều hơn. Mình xả ra trước mớ đi đó. Rồi bây giờ mình cứ bơm nè, bơm mới vô. Cái đây là cái cách thay nước của mình nha mọi người đó, mình chia sẻ với mọi người. Thì mọi người có cách thay nước nào hay hơn thì comment cho mình biết đó. Mọi người có cách thay nước nào hay hơn thì comment cho mình biết nha, để mình áp dụng. Còn mình thì áp dụng thay nước như như này cho nó chảy nha mọi người, chứ cho nó chảy đi đó, cho nó chảy đằng kia, nước hình thao này để nó lùa lên kia đó. Mình để gì nó sẽ không bị ảnh hưởng đến cái phần dưới đáy đó. Thì có một số bạn hỏi mình đó là cái phần 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 đáy, phần phần ốc á, phần ốc với ba cái bả rồi dưới dưới đáy bể bạc á, mình xử lý như thế nào. Thì á có hai cách để mình xử lý nha, có ba cách để mình xử lý. Ba cách thì mình biết á là có ba cách nha. Thứ nhất á, là chúng ta sử dụng cái vi sinh, chúng ta mua cái vi sinh đó, chúng ta rải xuống thì cái vi sinh nó sẽ tự làm phân hủy cái phần ốc đi. Đó, rải xuống thì cái vi sinh đó thì chúng ta mua ở cái thủy sản á, mấy chỗ mà bán về nuôi trồng thủy sản chúng ta mua thì nó sẽ có cái loại vi sinh đó. Và cái cách thứ hai là chúng ta hút thôi đó, chúng ta lấy cái ống nước chúng ta gầm xuống đá, chúng ta hút ra ngoài đó. Cách hai thì nó tốn công hơn, phức tạp hơn. Và còn một cách nữa là mình áp dụng đó, đó là mình trồng ký sinh mọi người. Đó, mọi người thấy mình trồng lục bình không, mình thả lục bình không, mình thả lục bình, mình thả rong đuôi chồn cho mọi người coi này. Đó, mình thả là lục bình rất là dày mọi người. Mình thấy không, mình nguyên cái bể như này. Đó, nguyên cái bể như này mà mình chừa có hai cái lỗ nhỏ trống chỗ này để mình cho thức ăn cho ốc thôi, còn nhiêu là mình để lục bình như thế này để cho nó lục bình nó có tác dụng rất hay nha mọi người. Nó vừa lọc nước rất là tốt luôn, lọc nước ăn nhanh lắm. Đó, và cái thứ hai là cho cái rễ lục bình đó nó ăn ba cái phần ốc luôn mọi người đó. Lục bình nó ăn ba cái phần ốc, ba cái bã nó cằn rồi đó, nó sẽ xử lý đó. Rồi, đó, rồi. Đó, lý do tại sao là cái bể ốc của mình trồng rất là nhiều lục bình đó. Lục bình này nó có rất công dụng rất là lợi hại mọi người đó. Ban ngày á, giờ trời giờ sáng nắng á, ốc nó rút vô xuống đó, rút xuống mấy chỗ mấy đáy lục bình này nè, nó núp dưới đó đó, nó vừa mát mà nó vừa êm nữa, ốc nó rút vô nó núp trong đây, rồi tối chiều mát á, nó mới ra ra ăn thức ăn ngoài đó. Nó vừa là chỗ để mà nó trú ẩn và vừa là để mình xử lý cái phần đáy luôn nha mọi người. Bây giờ mình trồng lục bình, những cái vèo mới của mình cũng trồng lục bình nè mọi người. Lục bình nó rất là lợi hại. Ốc ở ngoài tự nhiên á, mình thường để ý mình đi bắt rồi mình thấy để ý là ốc nó hay ở chỗ lục bình á, nó hay ở dưới mấy cái rễ lục bình nó nhiều lắm ốc á. Chứ mình có thả rong đuôi chồn không, rong đuôi chồn này nó cũng xử lý mấy cái phần đó luôn mọi người, nó ăn ba cái phần ốc á. Rồi thì hôm nay mình chia sẻ cái cách thay nước của mình cho mọi người cùng tham khảo. Thì video hôm nay thì chỉ là cái mục đích mình thay nước thôi, mình chia sẻ cách thay nước thôi nha mọi người. Đó, thì chỉ như vậy thôi. Rồi khoảng chúng ta khi nào thì chúng ta ngưng thì thấy nước đó nó hay khác là nước sông á, hiện tại nước sông thì đang đục. Đó, chúng ta cứ chạy và trong khoảng thấy là nước mà trong ao chúng ta cảm thấy nó đục hết hết cái điều cái hồ đó, thì chúng ta ngưng được. Nó là cái tiên đoán của chúng ta, định lượng chúng ta tự cân nhắc mà chúng ta thay thôi, chứ không không có nhất thiết là phải bao lâu. Đó, chúng ta thấy được thì chúng ta ngưng thôi. Đó.
nó thấy được, nó phá cái vòi lại rồi để cho nó chạy mà đến đúng cái mặt nước chúng ta mong muốn thì người ta tắt motor, đang ngưng nước này là lại. Ốc nãy giờ thì đụng nó cũng chìm hết rồi mọi người, còn không, bây giờ đụng nó chìm hết rồi. Đó thì hiện tại thì mình chưa có cung cấp cái ốc giống nè mọi người, mình chưa có ốc giống với là trứng ốc. Do đó cũng có nhiều người hỏi mình có bán ốc giống với trứng ốc không, thì hiện tại mình chưa có cung cấp hai loại đó. Đó, khi nào mình có thì mình sẽ thông báo cho mọi người hay. Còn hiện tại thì mình không có cung cấp nha, mình cũng chỉ mới nuôi thôi. Đó. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình. Đó, nếu thấy video của mình hay nhớ cho mình một like, nhớ đăng ký kênh để xem những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha.